Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng tất cả các bác quay trở lại kênh của Đặng Tín Audio. Thì sau bao ngày chờ đợi hàng thì hôm nay đã về rồi. Thì sau bao ngày chờ đợi dòng pin sạc này thì được các bác hỏi rất rất nhiều thì em đã hết. Thực sự là hàng đợt này khá hiếm và lưu này em đã chỉ được có 200 bộ pin sạc thôi, không có nhiều đâu. Thực sự các bác đặt cái dòng pin sạc này bên em quá nhiều luôn nhá, dòng pin sạc và lốc sạc. Thì đây là dòng pin sạc 3200mAh, các bác có thể nhìn thấy. Ở trên thị trường thì nó có nhiều loại 1800, 2000, 3000. Đây và đây là dòng 3200mAh. Hàng pin xịn nhá, các bác nhìn cái pin này nó nhìn rất là khôn. Thì bây giờ gần như bác nào cũng sử dụng mic không dây rồi. Thì thực sự em khuyên các bác hãy lên sử dụng một bộ pin sạc. Thì các bác dùng vừa là an toàn cho mic không bị chảy nước mic này, không bị chảy nước ra mic, và dùng nó rất là an toàn. Pin được bền. Và đây sẽ là cái lốc sạc của nó, lốc sạc này sẽ có màn hình hiển thị này. Nhá, lốc sạc cái hiển thị màn thị và đằng sau nó có cái chân để cắm đây. Đấy, chân để cắm đây, được chưa? Rồi bác theo dõi video bác cho kênh Đặng Tín Audio Sim 9 nhá. Một bác có thể cho kênh Đặng Tín Audio Sim 9 và nhớ kênh màu đỏ dưới cho em nhá. Thì thực ra là số lượng còn chỉ có 150 bộ thôi và em vẫn báo giá luôn nhá, giá vẫn rất tốt cho bác nào muốn sở hữu là 360.000 bộ này em bao ship. 360.000 một bộ gồm hai đôi pin sạc và một đốc sạc này. 360.000 một bộ gồm hai đôi pin sạc và một đốc sạc. Thì em xin nhắc lại các bác, khi các bác mua hàng bác chỉ cần nhắn tin họ tên địa chỉ cụ thể qua số điện thoại 0971183596 cho em thôi nhá. Vì cái số điện thoại đấy em bán phụ kiện nên nó ít khi nghe máy được. Các bác chỉ cần nhắn tin họ tên địa chỉ cụ thể qua cái số điện thoại em ghi ở trên đầu bài thôi. Các bác chỉ cần nhắn tin họ tên địa chỉ cụ thể cho em thôi nhá. Các bác gọi điện nhiều khi em không nghe máy được cái số ấy đâu, vì số đấy là số phụ kiện em ít khi nghe máy được. Thì các bác chỉ cần nhắn tin họ tên địa chỉ cụ thể cho em qua số điện thoại này, em sẽ có nhân viên chốt đơn cho các bác. 360.000 một bộ pin sạc này. Dòng 3200mAh, dòng pin pin dung lượng rất cao rồi nhá. 360.000 gồm hai đôi pin sạc này. Hai đôi pin sạc và một đốc sạc có màn hình hiển thị này. 360.000 một bộ em bao ship nhá. Được chưa? Với mức giá là 360.000, thực sự là giá rất hợp lý cho các bác luôn. Để bác mua về bác sở hữu cái dòng pin sạc này. Như em nói rồi thì các bác hãy lên mua một bộ nhá, vì bác nào cũng dùng mic không dây. 360.000 và các bác mua hàng bác chỉ cần nhắn tin họ tên địa chỉ cụ thể cho em nhé. Vì cái số đấy em ít khi nghe máy được, thì bác chỉ cần nhắn tin họ tên địa chỉ cụ thể qua số đấy cho em 0971183596, em sẽ có nhân viên chốt đơn cho các bác, được chưa? Vì cái số đấy là số phụ kiện em ít khi nghe máy được. Đấy, em nhắc lại các bác một lần nữa là 360.000 một bộ pin sạc này, gồm hai đôi pin sạc và một đốc sạc. Bác là mua hàng thì vui lòng chỉ cần nhắn tin họ tên địa chỉ cụ thể qua số điện thoại 0971183596. 360.000 bộ, bác chỉ cần nhắn tin họ tên địa chỉ cụ thể nhá. Này em sẽ có nhân viên chốt đơn, vì cái số đấy em nhắc lại một nữa là em không nghe máy được nhiều, vì số bán phụ kiện thì chỉ có nhân viên chốt đơn thôi. Đấy, bác nào mua thì vui lòng nhắn tin họ tên địa chỉ cụ thể cho em. 360.000 một bộ này. Nói chung là cái dòng pin này bác dùng rất an toàn để không bị chảy nước nhá. Bác dùng dòng pin con thỏ ấy, bình thường ấy, pin rẻ tiền ấy, thì sau một thời gian bác để trong cái mic này hay bị chảy nước và rất hay bị chết. Chảy nước ra là kiểu gì bị chết tay mic này. Nhiều con bị chập hết IC. Đấy, nó rất là phí. Là bác chỉ bỏ ra 360.000 bác thể hát xong, cho vào sạc lại hát tiếp, và hát nó sẽ được rất lâu. Dòng này người ta thường làm cả sự kiện lớn luôn. Dòng pin này làm cả phòng hát và sự kiện lớn rất nhiều luôn. Một là pin rất chất lượng và dòng dung lượng cao 3200. Đấy, và đốc sạc nó rất là đẹp, có màn hình hiển thị luôn. Đấy, và mọi chi tiết mua hàng bác liên hệ cho qua số thoại 0971 1183 596 nhá. 360.000 một bộ pin sạc này em bao ship. 360.000 một bộ em bao ship nhá. Đấy, số lượng em không có nhiều đâu. Bác nào nhanh tay đặt hàng thì liên hẹn cho em nhé. Và xin chào tất cả các bác nhé. Hẹn các bác những clip tiếp theo. Chào tất cả các bác nhé.